chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2012, tôi là Mai Phương. Còn tôi là Nguyễn Tùng. Để bắt đầu chương trình Open Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung chính sẽ phát sóng trong chương trình. Nếu như trong giai đoạn trước các ngân hàng còn dè dặt giải ngân cho vay, thì sau khi nhận được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng đã mạnh tay hơn trong việc cho vay. Nội dung này sẽ đến với quý vị trong phần tài chính ngân hàng. Đề xuất thành lập ngân hàng xây dựng một kênh huy động vốn mới cho thị trường của Hiệp hội Bất động sản vừa qua được các chủ đầu tư rất quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vốn hiện nay. Tuy nhiên, tính khả thi của mô hình này lại nhận được không ít những ý kiến trái chiều. Câu chuyện cụ thể sẽ có trong tiểu mục Bất động sản. Sau hơn 5 năm tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam đã thu hút được hơn 50 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Nguồn vốn này đã hỗ trợ rất lớn giúp Việt Nam phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu so sánh với lợi thế, Việt Nam có thể thu hút được nguồn vốn lớn hơn nữa với hiệu quả cao hơn. Vậy đâu là giải pháp để Việt Nam thu hút hiệu quả nguồn vốn này? Đây sẽ là chủ đề chính của tiểu mục đầu tư xuất nhập khẩu. Từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2012, Việt Nam đón chào ngành doanh nghiệp Pháp đến tham gia hội thảo về ngành công nghiệp nhựa và đóng gói ở Việt Nam. Phóng viên của Việt Nam Góc nhìn của bạn đã cuộc trò chuyện ngắn với ông William Huynh, giám đốc thương mại của công ty Cavin về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này. Hội tụ các yếu tố thuận lợi, gần trung tâm khai thác khoáng sản lớn ở vùng biển Đông Bắc Việt Nam, nằm sát cảng nước sâu, khu công nghiệp Cái Lân ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư, nhất là sau khi Quảng Ninh cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc triển khai xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng trong thời gian tới, nối liền tam giác kinh tế Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Nội dung này sẽ đến với quý vị trong phần Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững ngày hôm nay. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin tài chính nổi bật cùng biên tập viên Mai Phương. Cảm ơn biên tập viên Nguyễn Tùng. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán tăng điểm khá tích cực trong phiên giao dịch sáng nay. Mời quý vị đến với phần tổng hợp của phóng viên Mai Phương từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thị trường đang đối diện với ngưỡng kháng cự 430 điểm nên nhà đầu tư giao dịch khá thận trọng. VN Index tăng nhẹ từ đầu phiên. Đóng cửa giao dịch ngày 1 tháng 3, chỉ số này tăng 4,31 điểm, tương đương tăng 1,02% lên mức 427,95 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường vẫn đứng ở mức khá cao với hơn 89,5 triệu đơn vị được chuyển nhượng, giá trị giao dịch hơn 1.531 tỷ đồng. Phiên này sàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 131 mã tăng, 95 mã giảm và 82 mã đứng giá tham chiếu. Theo các chuyên gia, VN Index có thể mất điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng duy trì quan điểm tích cực trong ngắn hạn. Do đó, các phiên điều chỉnh là cơ hội mua vào cho nhà đầu tư. Mai Phương, Open Việt Nam. Sau đây, phóng viên Thu Trang sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tổng hợp giao dịch trên sàn Hà Nội ngày 1 tháng 3 năm 2012. Thưa quý vị và các bạn, trên sàn Hà Nội, mặc dù đã có thời điểm để mất điểm trong phiên, song HNX Index vẫn nỗ lực đi lên, đóng cửa với mức tăng nhẹ 0,9 điểm, tương đương tăng 1,31% lên mức 69,58 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm đáng kể so với phiên trước. Điều này cho thấy nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn trong các quyết định giải ngân. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn Hà Nội phiên này chỉ đạt trên 64,3 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là trên 583 tỷ đồng. Sắc xanh vẫn chiếm ưu thế với 164 mã tăng, chỉ có 93 mã giảm, còn lại 144 mã đứng giá và không có giao dịch. HBB tiếp tục dẫn đầu về thanh khoản trên sàn Hà Nội với trên 10 triệu đơn vị được khớp lệnh. Vị trí thứ hai là SHB với trên 5,8 triệu đơn vị. Các vị trí tiếp theo thuộc về PVX, VND và KLS. Khối ngoại vẫn duy trì mua dòng trên sàn Hà Nội, giá trị mua dòng phiên này đạt trên 5 tỷ đồng. Thu Trang, Open Việt Nam. Những thông tin về hệ thống ngân hàng sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của chương trình. Ngoại trừ lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng kỳ hạn qua đêm và 3 tháng tăng tương ứng 0,54% và 1,07% một năm so với tuần trước. Trong tuần từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 2, lãi suất giao dịch các kỳ hạn đều giảm, mức giảm từ 0,07% đến 0,82%. Trong tuần, các giao dịch liên ngân hàng tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn ngắn như qua đêm và một tuần. Doanh số các kỳ hạn này bằng Việt Nam đồng đạt khoảng 126.647 tỷ đồng, tương đương 70% tổng doanh số giao dịch bằng Việt Nam đồng.
Theo thông báo từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, tính đến cuối tháng 1 năm 2012, tổng vốn huy động thị trường dân cư của SCB đạt hơn 81.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay là 69.531 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 68 tỷ đồng. SCB cho rằng đây là kết quả kinh doanh đáng khích lệ kể từ khi chính thức đi vào hoạt động sau hợp nhất vào ngày 2 tháng 1 năm 2012. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thêm một ngân hàng thương mại cổ phần nữa vừa công bố hạ lãi suất cho vay. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank công bố hạ lãi suất cho vay, áp dụng chương trình cho vay ưu đãi với tổng hạn mức 5.000 tỷ đồng. Theo đó, kể từ tháng 3 năm 2012, lãi suất cho vay tại VPBank đều được giảm so với biểu lãi suất hiện hành, trong đó mức giảm cao nhất lên tới 2% một năm. Như vậy, VPBank là ngân hàng thương mại cổ phần thứ 3 hạ lãi suất cho vay. Một số ngân hàng giảm lãi suất cho vay, nhưng phần vốn cho vay này chiếm tỷ trọng còn khiêm tốn trong tổng dư nợ của ngân hàng. Theo Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tính toán, tỷ lệ cho vay lãi suất từ 17 đến 18% của Agribank chiếm chưa tới 10% tổng dư nợ của ngân hàng này. Trong khi đó, nhóm được ưu đãi về lãi suất của Đông Á Bank chỉ chiếm từ 1 đến 1,5% tổng dư nợ. Đối với ACB thì con số này chỉ chiếm khoảng 2,2% tổng dư nợ của ngân hàng này. Với những con số trên, nhiều ý kiến cho rằng việc hạ lãi suất của các ngân hàng chưa tác động nhiều đến nền kinh tế. Trong lúc này, các ngân hàng đã đẩy mạnh việc giải ngân cho vay ra nền kinh tế. Nội dung này sẽ đến với quý vị trong phần tiếp theo của chương trình. Nếu như trong giai đoạn trước các ngân hàng còn dè dặt giải ngân cho vay, thì sau khi nhận được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng đã mạnh tay hơn, ghi nhận của phóng viên Minh Huệ. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều ngân hàng sau khi nhận hạn mức tăng trưởng tín dụng 15-17% trong năm 2012 đã bắt đầu tập trung đẩy mạnh giải ngân. Nếu như chỉ khoảng 1-2 tuần trước đây, nhiều ngân hàng còn tỏ ra thận trọng trong quyết định cho vay, thì đến nay đã có gần chục đơn vị triển khai các chương trình giảm lãi suất và đơn giản hóa thủ tục giải ngân. Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hiện nay. Công ty tôi thì cũng hay có nhu cầu vay vốn để kinh doanh ấy. Thời gian này tôi thấy là lãi suất thì chưa hạ nhưng mà cái việc tiếp cận về vốn thì cũng tương đối là dễ và thuận lợi. Lãi suất bên tôi đang tiếp cận là khoảng tầm 17.5-18%. Vì công ty mình làm về kinh doanh ngành inox thì thường xuyên có những cái nhập khẩu thì cái lượng vốn thì cũng cần rất là nhiều. Thì khi mà cần nhiều thì được ngân hàng tạo điều kiện để vay vốn. Trước thì có đối với doanh nghiệp của mình ấy, thì có lúc là độ khoảng 19-20%. Thì bây giờ có thể là được khoảng 18%. Lý giải cho diễn biến mới này, các chuyên gia cho rằng nhiều ngân hàng nhóm 1-2 đã bắt đầu tận dụng lợi thế cạnh tranh của mình trong việc thu hút vốn. Bên cạnh đó, sau khi nhận hạn mức tăng trưởng tín dụng cụ thể, các ngân hàng cũng đã có định hướng rõ ràng hơn để phân bổ tín dụng tới các đối tượng khách hàng. Trong cái xu hướng lãi suất kỳ vọng sẽ giảm dần thì ngân hàng nào cũng muốn đưa ra cạnh tranh càng tốt cái lượng vốn của mình trong cái hạn mức tín dụng. Nếu ngân hàng nào đưa chậm thì họ sẽ mất thị phần và họ phải buộc phải cho vay lãi suất thấp hơn. Vì thế mà chắc chắn là thời kỳ đầu các ngân hàng sẽ rất tích cực đưa ra, và một trong những công cụ để đưa ra nhanh nhất chính là hạ lãi suất huy động, hạ lãi suất cho vay. Vì thế chắc chắn là các ngân hàng cũng sẽ có một cuộc đua hạ hoặc là tạo ra những cái điều kiện tiếp cận vốn tốt hơn cho khách hàng. Thì đây là một hướng tích cực. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng bên cạnh việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với các doanh nghiệp, các ngân hàng cũng cần xây dựng kế hoạch cho vay thận trọng để đảm bảo lượng vốn được sử dụng với hiệu quả cao nhất. Bởi lẽ, nếu nhu cầu vốn của xã hội còn lớn mà hạn mức tăng trưởng tín dụng đã hết thì chắc chắn xu hướng giảm lãi suất này sẽ bị chậm dần lại và các ngân hàng sẽ quay trở lại cho vay với lãi suất cao. Những thông tin tài chính sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình Open Việt Nam tiếp theo. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Tùng để cùng đến với những thông tin bất động sản đáng chú ý. Xin cảm ơn biên tập viên Mai Phương. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin trong những chương trình trước, thị trường bất động sản đã đón nhận không ít những thông tin tích cực đối với thị trường. Một thông tin nữa mà thời gian vừa qua cũng được dư luận rất quan tâm, đó là việc thành lập ngân hàng xây dựng do Hiệp hội Bất động sản đề xuất. Và đây được kỳ vọng là một kênh huy động vốn mới cho thị trường địa ốc. Thông tin chi tiết xung quanh nội dung này sẽ có trong phần bất động sản ngay sau đây.
Mở đầu tiểu mục bất động sản ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một thông tin giành được nhiều quan tâm trong thời gian gần đây về việc có thể thành lập một kênh huy động vốn mới cho thị trường. Biên tập viên Kim Chi tại hiện trường. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản có thể sẽ có thêm một kênh huy động vốn mới, đó là ngân hàng xây dựng. Ngân hàng nhà nước đang xem xét đề xuất thành lập ngân hàng xây dựng. Vừa qua, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã đề xuất xem xét thành lập ngân hàng xây dựng với mong muốn đây là kênh huy động vốn mới cho thị trường bất động sản. Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, đề xuất của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về việc thành lập ngân hàng xây dựng là phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay, phù hợp với xu hướng phát triển về lĩnh vực ngân hàng xây dựng của các nước trên thế giới. Việc thành lập ngân hàng xây dựng sẽ góp phần hỗ trợ triển khai các chương trình xây dựng nhà ở quốc gia như nhà ở cho người nghèo, nhà ở cho học sinh, sinh viên, người thu nhập thấp tại đô thị, các chương trình sản xuất vật liệu xây dựng, các chương trình khác của ngành. Đồng thời, đây là một kênh huy động vốn có hiệu quả cho thị trường bất động sản, góp phần vào việc quản lý và phát triển thị trường minh bạch và bền vững hơn. Theo đó, Bộ Xây dựng đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu đề xuất này. Thị trường đề ốc sẽ đón nhận thông tin này ra sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể trong phóng sự tiêu điểm. Còn bây giờ sẽ là những thông tin thị trường đáng chú ý. Tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Đình Chám Sen Hồ. Khu đất quy hoạch có diện tích khoảng 106 ha nằm ở phía đông huyện Việt Yên. Theo đó, các hạng mục dự kiến đầu tư bao gồm nhà ở chia lô liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở chung cư hỗn hợp. Bên cạnh đó còn có các công trình công cộng như công trình giáo dục, trung tâm văn hóa, các công trình cơ quan, chợ, thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới nhất từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 3, Bộ này sẽ thành lập một số đoàn kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các địa phương cũng được giao phó công tác này trên địa bàn để có thống kê và biện pháp chấn chỉnh, xử lý những vi phạm nếu có, theo đúng quy định của pháp luật. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương hoàn tất hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 15 tháng 3, bởi việc triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết này đang có tiến độ chậm, ảnh hưởng đến công tác đầu tư quản lý. Được biết, đồ án thiết kế khu trung tâm hiện hữu có diện tích khoảng là 930 ha, bao gồm một số khu vực ở quận 1, quận 3, thêm một phần quận 4 và quận Bình Thạnh, một phần bờ Bắc và Nam rạch Bến Nghé. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chính trong phóng sự tiêu điểm xung quanh việc thành lập ngân hàng xây dựng, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua thông tin một số dự án đang được chú ý. Trở lại nội dung chính ngày hôm nay về việc đề xuất thành lập ngân hàng xây dựng. Ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những ý kiến xung quanh vấn đề này từ phía các doanh nghiệp bất động sản. Phóng viên Kim Chi tại hiện trường. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ ngày đầu tiên khi Bộ Bất động sản đưa ra đề xuất thành lập ngân hàng xây dựng, đề xuất này đã nhận được không ít ý kiến trái chiều. Hiện nay thị trường bất động sản đang gặp khó khăn về nguồn vốn, các doanh nghiệp thiếu vốn triển khai dự án, áp lực về kênh huy động vốn trên thị trường bất động sản đang đè nặng lên vai các ngân hàng thương mại. Các doanh nghiệp khó có thể huy động vốn từ phía các ngân hàng này. Chính vì vậy, ngân hàng xây dựng với chức năng là kênh hỗ trợ vốn triển khai cho các chương trình xây dựng nhà ở quốc gia được nhiều người kỳ vọng là tín hiệu tốt đối với thị trường bất động sản đang khó khăn hiện nay. Tạo ra một cái ngân hàng gọi là ngân hàng cấp vốn cho lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Ngân hàng này có quyền là chọn các cái doanh nghiệp có năng lực thực sự để cho hỗ trợ vốn cho các cái doanh nghiệp đấy. Tại vì tại thời điểm hiện tại thì thời điểm bây giờ thì đa số các cái doanh nghiệp bất động sản đều được liệt kê vào cái nhóm là phi sản xuất trong cái ngành bất động sản, và chỉ được một số ít các cái doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì mới được là cấp vốn. Và nếu mà trong trường hợp mà thành lập một cái ngân hàng đại diện cho cái việc là cho phép cấp vốn cho các cái doanh nghiệp kinh doanh thì đây cũng là một cái hết sức cần thiết. Bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất thành lập ngân hàng xây dựng, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để xây dựng một mô hình mà cần một khoản tài chính không nhỏ trong bối cảnh khó khăn như hiện nay. Tại thời điểm này tôi nghĩ là thực sự nó chưa phù hợp. Bởi vì sao? Chúng ta phải nhìn nhận là rằng là cái điều quan trọng nhất để thành lập một ngân hàng đó là nguồn vốn và cái cơ chế hoạt động của ngân hàng đó. Thì cái nguồn vốn đây chúng ta xuất phát từ đâu?
Nếu mà nguồn vốn xuất phát từ các doanh nghiệp hoạt động bất động sản thì bản thân các doanh nghiệp bất động sản chúng ta bây giờ cũng đang gặp khó khăn về vốn. Và thứ hai là chúng ta phải có một cái cơ chế hoạt động riêng cho cái ngân hàng này. Và cơ chế này hoạt động thì chúng tôi nghĩ là không thể là một sớm một chiều được. Bởi vì các bạn biết ở bên nước ngoài thì họ hoạt động dưới rất nhiều các hình thức khác nhau, đặc biệt là họ có ngân hàng chuyên về lĩnh vực này và có cả về lĩnh vực về quỹ tín thác bất động sản nữa. Chính vì thế mà tôi nghĩ là có thể thành lập một cái ngân hàng chuyên biệt như này, nhưng không phải thời điểm này, có thể là thời điểm khi thị trường bất động sản, các doanh nghiệp bất động sản chúng ta hoạt động khỏe rồi, thị trường ổn định một chút rồi, nguồn vốn giữa các doanh nghiệp chúng ta có thể trở thành các cổ đông của ngân hàng và trở thành một cái hoạt động mang tính chất là chiến lược để cho thị trường bất động sản chúng ta có được một cái nguồn vốn ổn định phát triển lâu dài. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều về việc đề xuất thành lập ngân hàng xây dựng, thì đây vẫn được coi là nỗ lực từ phía ban quản lý về việc khắc phục tình trạng khó khăn của thị trường bất động sản. Để đề xuất này thực sự có tính khả thi thì còn cần lộ trình xem xét và đường hướng phát triển cụ thể, đặc biệt là cần một thời điểm phù hợp khi kinh tế vĩ mô đã thực sự ổn định. Từ đó, mô hình ngân hàng xây dựng nếu được thành lập mới có thể hoạt động thực sự hiệu quả, mang lại lợi ích cho ngành địa ốc Việt Nam. Đó là những ý kiến từ phía các doanh nghiệp bất động sản. Dưới góc độ của các chuyên gia kinh tế, họ sẽ nhìn nhận ra sao về mô hình này? Câu trả lời sẽ có sau ít phút nữa. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế sẽ nhìn nhận như thế nào về việc thành lập kênh huy động vốn mới cho thị trường bất động sản? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Có một vấn đề muốn trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong là trước đề xuất của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về việc thành lập ngân hàng xây dựng thì nhiều doanh nghiệp bất động sản không thực sự đồng tình ý kiến của tiến sĩ ra sao? Thực ra là ý tưởng về xây dựng một cái ngân hàng chuyên về bất động sản không phải là mới. Trong lịch sử cho đến nay chúng ta đang có những loại ngân hàng chuyên ngành như vậy, ví dụ như ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, ngân hàng Vietcombank hay là ngân hàng về kỹ thuật, vân vân. Thế giới cũng đã có những cái mô hình kiểu như vậy. Tuy nhiên trong thực tiễn Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh mà đang có những cái nguy cơ lớn về bất động sản, chúng tôi cho rằng đây là một ý tưởng nên thận trọng và trước mắt thì chưa nên nghiên cứu triển khai vội. Chúng ta thấy rằng năm 2008 nước Mỹ có ngân hàng Lehman Brothers là ngân hàng rất lớn với lịch sử trên 300 năm và giá trị vốn của họ hàng trăm tỷ đô la. Tuy nhiên do tập trung đầu tư quá mức, đặc biệt là cho những khoản vay dưới chuẩn, khiến cho ngân hàng này cũng đã bị phá sản. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, trong luật của ngân hàng và luật các tổ chức tín dụng cũng quy định là không cho phép vay quá một lĩnh vực với một cái tỷ lệ phần trăm nhất định. Và vì thế nếu chúng ta thành lập một cái ngân hàng bất động sản mà dành sâu cho vấn đề chuyên vay bất động sản thì rõ ràng nó vi phạm ngay cái quy định này. Thứ hai nữa là việc mà huy động một cái lượng vốn xã hội lớn để dồn vào một lĩnh vực mà không các lĩnh vực khác thì rõ ràng cũng là một điều mà bất cập. Thế còn nếu mà ngân hàng này thành lập mà lại cho vay đa ngành thì lại là như các ngân hàng khác thì lại không cần thiết, chúng ta đang hạn chế tài cấu trúc. Thế vì thế rõ ràng xét về mặt lợi ích an toàn, chúng tôi cho rằng là đây là một ý tưởng không tồi, nhưng trước mắt chưa phải là thời gian thích hợp để xem xét. Vậy để thị trường bất động sản sớm tìm được kênh huy động vốn mới thì theo tiến sĩ mô hình nào sẽ phù hợp hơn cả? Thực ra cho đến nay thì bất động sản vẫn có rất nhiều các kênh huy động, bao gồm kênh từ ngân hàng, kênh của người đầu tư, của các chủ đầu tư, rồi kênh của xã hội và kênh của nước ngoài vân vân. Chúng tôi cho rằng hiện nay đây là những cái kênh tương đối phù hợp và cái việc mà mở rộng khai thông vốn xã hội ấy, hiện nay nó tùy thuộc không phải là vào các cái thể chế tín dụng mà nó tùy thuộc vào cái cơ chế chính sách cũng như là cái định hướng đầu tư của các nhà đầu tư. Thứ hai nữa là nếu những cái phân khúc thị trường khác mà có những cái sự mở cửa thích hợp cho nước ngoài hoặc là có những cái chính sách điều chỉnh thì chắc chắn cũng sẽ tạo ra được cái kênh vốn xã hội tốt, thay vì chúng ta hiện nay là các ngân hàng là các cái nhà đầu tư đó, tập trung quá mức vào việc vay ngân hàng và biến ngân hàng gần như chỉ là cái kênh duy nhất và lớn nhất cấp vốn cho thị trường bất động sản. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và phóng viên Nguyễn Hồng với những nhận định chuyên sâu vừa rồi. Những thông tin mới nhất về thị trường chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn trong những số Open Việt Nam tiếp theo.
Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Mai Phương để đến với những thông tin về đầu tư xuất nhập khẩu nổi bật. Cảm ơn biên tập viên Nguyễn Tùng. Thưa quý vị, cùng với quy mô dòng vốn FDI đã tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam như thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong những năm tới, Việt Nam sẽ cần một nguồn vốn rất lớn để phát triển kinh tế. Vì thế, Việt Nam đòi hỏi phải tìm được những giải pháp hữu hiệu trên cơ sở tận dụng những lợi thế của việc gia nhập WTO để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này. Nội dung trên sẽ được đề cập đến trong tiểu mục đầu tư xuất nhập khẩu ngày hôm nay. Trước khi đến với phóng sự tiêu điểm về những giải pháp giúp Việt Nam thu hút hiệu quả hơn nguồn vốn FDI, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thưa quý vị, 2 tháng đầu năm 2012, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã giải ngân được khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2011. Cụ thể, tháng 2 đã có thêm 40 dự án được cấp giấy phép đầu tư, 20 dự án tăng vốn với tổng số vốn đăng ký lần lượt là 881 triệu đô la Mỹ và 312 triệu đô la Mỹ. Trong đó có dự án nhà máy sản xuất lốp xe của Bridgestone tại Hải Phòng với quy mô đầu tư lên tới 570 triệu đô la. Tính chung 2 tháng qua, đã có 65 dự án được cấp mới, 25 dự án tăng vốn với tổng số vốn đăng ký là 1,23 tỷ đô la Mỹ. Những lĩnh vực đã thu hút phần lớn dòng vốn FDI là công nghiệp chế biến, chế tạo là 994,29 triệu đô la vốn đăng ký, ngành xây dựng là 12,5 triệu đô la. Theo khảo sát mới đây của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, mặc dù những năm qua kinh tế Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn, song hoạt động của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng cao trên 22%. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ tại Việt Nam đã khảo sát gần 2.000 doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, tổng doanh thu trung bình đạt khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ, tăng 300.000 đô la Mỹ so với năm 2010. Điều này có thể thấy, so với năm 2010, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp FDI đã có sự cải thiện đáng kể, với lợi nhuận được báo cáo ở mức 22% tổng vốn đầu tư của năm 2011. Một lần nữa, lĩnh vực sản xuất lại có kết quả vượt trội, với suất lợi nhuận lên tới 25% vốn đầu tư. Cũng theo một đánh giá của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam được công bố trong báo cáo, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam mới đây cho thấy chi phí lao động thấp cộng với những ưu đãi thuế đất đai là những yếu tố doanh nghiệp FDI lựa chọn Việt Nam. Theo kết quả khảo sát của cơ quan này, chi phí lao động cạnh tranh là yếu tố được nhiều doanh nghiệp FDI đánh giá cao, tiếp đến là sự ổn định chính trị và các ưu đãi về thuế, đất đai là những yếu tố chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí đầu tư. Các doanh nghiệp FDI đóng tại các khu công nghiệp lại lựa chọn các ưu đãi về thuế và đất đai là động lực chính để quyết định đầu tư. Còn khi quyết định lựa chọn một tỉnh đầu tư thì doanh nghiệp FDI cũng dựa trên những yếu tố cắt giảm chi phí trên. Ngoài ra, còn có các cơ sở khác như sự sẵn có của các khu công nghiệp, những yếu tố về tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng và cơ sở hạ tầng. Và mới đây, kết quả thu hút nguồn vốn trực tiếp nước ngoài được nhìn lại sau 5 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đồng thời, vấn đề tiềm năng và lợi thế của Việt Nam trong việc thu hút nguồn vốn này lại tiếp tục được bàn thảo. Tại cuộc hội thảo, các chuyên gia của Việt Nam và thế giới đã đánh giá những kết quả của Việt Nam đã đạt được trong thu hút nguồn vốn FDI. Sau 5 năm gia nhập WTO, đã hơn 53 tỷ đô la Mỹ của nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư vào Việt Nam, chiếm tới hơn 25% tổng số vốn đầu tư của toàn xã hội. Dòng vốn FDI ngày càng có xu hướng mở rộng sang nhiều lĩnh vực, từ chỗ chỉ tập trung vào tài chính, ngân hàng hay bất động sản, nay đã tập trung nhiều vào sản xuất. Một trong những kết quả có thể nhìn thấy ngay là giá trị xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng trưởng mạnh, từ chỗ chỉ đạt 48 tỷ đô la Mỹ năm 2007 đến năm 2011 đã lên tới 96 tỷ đô la, giúp cho nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì được mức tăng trưởng khá, trung bình trên 6,5% trên năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vẫn còn nhiều tồn tại đối với nguồn vốn FDI vào Việt Nam, đó là quy mô nhỏ, vẫn chưa hiệu quả và tính liên kết trong chuỗi giá trị toàn cầu còn yếu. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới thì nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến khá tích cực. Thu nhập bình quân đầu người của mỗi người dân đã tăng lên và đạt mức trung bình. Cơ chế và những dấu hiệu của công nghiệp hóa ngày càng rõ nét. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những cái tồn tại, đặc biệt là cái hiệu quả đầu tư và những cơ chế để kích thích và thu hút cái dòng vốn đầu tư nước ngoài. Hy vọng rằng trong năm tới và những năm tiếp theo, Việt Nam sẽ sớm giải quyết những cái tồn tại này để tạo bước đột phá cho nền kinh tế.
Cũng tại hội thảo, các chuyên gia tiếp tục khẳng định những tiềm năng và lợi thế của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư như chi phí thấp, độ mở của nền kinh tế ngày càng rộng, cộng với những cơ hội ưu đãi để hàng hóa có thể thâm nhập vào nhiều thị trường. Vấn đề còn lại, Việt Nam cần phải tìm ra cho mình giải pháp phù hợp để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này sau giây lát. Môi trường đầu tư theo hướng ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp FDI gắn với chiến lược phát triển kinh tế dài hạn và ổn định. Trên cơ sở từng bước hình thành và xây dựng các yếu tố của nền kinh tế thị trường được cho là những giải pháp hữu hiệu phát huy sức mạnh nội tại để thu hút nguồn vốn FDI. Những ngày cuối tháng 2 vừa qua, liên tiếp có những đoàn doanh nghiệp đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đó là một nhóm hơn 30 doanh nghiệp Mỹ quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp chế biến. Rồi một nhóm nhà đầu tư Nhật Bản lại tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp tại Việt Nam. Well, the 5 years ago now, the Vietnam joined the WTO with the support and interest of US companies. And it's been a very successful 5 years. US investment in Vietnam has grown tremendously. The largest export market for Vietnam is the United States. And so it's been a very successful two-way relationship with American companies investing here and Vietnamese companies exporting to the US market. It's been a great success. Quan điểm trên cũng được bà Virginia Forte, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Việt-Mỹ chia sẻ tại hội nghị Việt Nam sau 5 năm vào WTO diễn ra tại Hà Nội mới đây. Theo bà, Việt Nam đã đứng trước nhiều lợi thế so với nhiều quốc gia khác trong thu hút đầu tư. Đó là lợi thế về chi phí thấp, có nhiều ưu đãi dành cho nhà đầu tư nước ngoài đang tạo ra những lợi thế cạnh tranh. Thế nhưng, để tận dụng được những lợi thế đó, Việt Nam cần chuẩn bị tốt hơn những yếu tố nền tảng, hỗ trợ và phục vụ trực tiếp cho nhà đầu tư như hạ tầng giao thông, điện, viễn thông đến nguồn lao động có tay nghề. The WTO is half of the story, it's not the whole story. And so some of the other areas of developing Vietnam's infrastructure, both soft and hard. So education system, roads, energy, transparency, tax policy, accounting procedures, risk management, all of these things are just as important as the WTO. And those areas, I think we all would agree, need more work. And more focus. Giải pháp trên cũng nhận được sự đồng tình của ông Tommaso Andreatta, Phó Chủ tịch Eurocharm tại Việt Nam. Song, ông Tommaso Andreatta cho rằng quá trình hoàn thiện các yếu tố hạ tầng phải gắn với việc xây dựng những yếu tố của môi trường đầu tư, chẳng hạn chính sách về đất đai, thuế hay hệ thống quản lý theo hướng công bằng hơn, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư trong tiếp cận thông tin. Relatively slow down in the commitment of investment to Vietnam in the ensuing years has nothing to do with the difficulty in doing businesses, but to do with the situation of the world around. Of course, there is a lot to be done from now on. We are looking at major changes still in opening more service businesses. And of course, in a further improvement in the competitive situation of Vietnam in terms of reduction to bureaucracy and Cùng với việc tham gia ngày càng sâu rộng vào tổ chức thương mại toàn cầu, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội, lợi thế bên trong, thời cơ từ bên ngoài mang lại. Tuy nhiên, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều quốc gia khác như Indonesia và Myanmar trong thu hút nguồn vốn FDI. Cho nên, lợi thế mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là phải sớm xây dựng một môi trường đầu tư lành mạnh cùng với những yếu tố hạ tầng hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động của doanh nghiệp.
Có thể nói, để thu hút hiệu quả nguồn vốn FDI, Việt Nam cần phải chuẩn bị yếu tố nền tảng bên trong tốt, tạo được những lợi thế cạnh tranh như giáo dục, lao động hay hạ tầng. Bên cạnh đó, xây dựng một môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài phát huy tối đa những lợi thế cạnh tranh đó và cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa toàn cầu để có thể thu về những giá trị lớn nhất. Kết thúc phần thông tin đầu tư xuất nhập khẩu, mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Việt Nam góc nhìn của bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2012, Việt Nam đón chào đoàn doanh nghiệp Pháp đến tham gia hội thảo về ngành công nghiệp nhựa và đóng gói ở Việt Nam. Phóng viên của Việt Nam góc nhìn của bạn đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông William Wim, giám đốc thương mại của công ty Carvin về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này.